Ok, và hi, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Và mình là Phong Cận Tivi đây. Và kế bên mình chính là Sammy. Nướp nha anh em. Trời ơi, anh em phải nhớ là Sammy là phải bỏ thêm nướp vào nha. Bởi vì bà nướp lắm anh em ơi. Đừng có chơi chung mấy đứa nướp. Mấy đứa nướp nó ngu lắm, trời nó ngu lắm. Ok, thì hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục đến với một cái phần chơi mini game chiến thắng và sau đó giành được phần thưởng nha anh em. Thì phần thưởng lần này vẫn tiếp tục là 1k và 100k nha. Thì mình sẽ cho anh em xem phần thưởng lần này là gì nha, ok. Và trước khi vào video này các bạn đừng quên là hãy nhấn vào nút subscribe, đăng ký kênh YouTube của mình để ủng hộ cho mình lên được 700.000 subscribe anh em. Dạo này các bạn xem video mấy bạn không chịu đăng ký ủng hộ cho mình vậy à, tàn là xem không có chịu đăng ký gì hết. Hãy nhớ là đăng ký ủng hộ cho kênh YouTube của mình nha. Ok, và chúng ta bắt đầu vào phần thưởng của trò chơi lần này ra nào. Lần này chúng ta sẽ đến với mô hình robot anh em ơi. Nghe hấp dẫn không? Mà hấp dẫn mình nha. Sẽ bật mí anh em cũng liên quan đến Iron Man luôn các bạn biết không? Iron Man đó nha. Đây, xin hiểu anh em, Iron Man phiên bản 1K. Ta-da! Đây, xin hiểu bạn nha. Đây là Iron Man phiên bản 1K nè. À, đây. Đó. À, bạn thấy không? Mặc dù á là 1K nhưng mà nó rất là đẹp luôn bạn coi nè. Mặc dù là em ấy chỉ có 1K thôi nhưng em ấy vẫn rất là đẹp trai. Tóc tay vuốt keo các kiểu nè. Iron Man đi top nè, thấy chưa không? Mặc dù chỉ có 1k thôi nhưng mà vẫn rất là xịn nha. Ok. Còn phần thưởng 100k là gì anh em biết không? Phần thưởng 100k xin giới thiệu với anh em Iron Man phiên bản béo phì. Xin em, đây là Iron Man 100k. Mặc dù anh em nhìn nè, Iron Man này á, nó không có, cái màu của nó không được đẹp như là con Iron Man 1k này. Iron Man 1k nhìn cái màu của nó rất là đẹp anh em coi nè. À, từ từ mình sẽ focus cho anh em xem nha. Đây anh em coi nè, Iron Man 1k là nó rất là đẹp đúng không? Nhưng mà Iron Man 100k nó lại không được đẹp cho lắm và trong nó bị béo phì nữa anh em ơi. Iron Man người ta phải đúng rồi, Iron Man người ta phải xấu muối chứ Iron Man tại sao lại bị béo phì? Trời là trời. Nhưng mà các bạn yên tâm đi, Iron Man này tuy là nó bị béo phì vậy thôi nhưng mà nó tập thể dục thường ngày luôn các bạn tin không? Tại sao tập thể dục thường xuyên mà vẫn bị béo phì? Kỳ quá vậy ta. Một tí nữa mình sẽ cho anh em biết nha. Và bây giờ mình với Sammy sẽ cùng nhau thi đấu để coi ai sẽ là người giành được Iron Man 1k và ai sẽ là người giành được Iron Man 100k nha anh em. Ok, let's go. Đi thế nào. Chiu. Bum. Ok các bạn ơi, và mình đã mời Sammy vào trong game Mini World với mình rồi đây. Và bây giờ mình với Sammy sẽ cùng nhau thi đấu đua xe mô tô để coi ai sẽ là người giành chiến thắng nha anh em. Đó, cái xe này lần này là bọn mình là xe đua xe 2 bánh nha, chứ không phải là xe 1 bánh đâu. Trời ơi, xe chiều cao mình cà tóc vậy trời ơi. Cái xe nó còn bự không? Cái bánh xe thôi, cái bánh xe thôi là nó đã bự hơn người Sammy rồi đó. Trời ơi trời. Sao leo được? Bà leo thử coi, lùng quá leo không tới các bạn ơi. Bà lít chuột vô á là được à. Trời ơi anh em nhìn kìa, bà ngồi mà cái tay của bà còn không giới tới được cái đồ để cầm lái luôn anh em. Trời ơi quả đáng bức sư. Trời ơi cái riêng thôi mình nói thật nha, cái bánh xe thôi là bự hơn cả mình với lại Sammy luôn rồi trời. Mình với Sammy cộng lại không bằng cái bánh xe luôn anh em. Phải đâu thì cái xe mô tô của to. Ok mình sẽ lấy chiếc bên này nha. Khoan từ. Ủa xe này có người ngồi rồi không? Không thể sửa được. Ok được rồi, vậy mình lấy xe bên đây nha. Ok, rồi, mình đã lấy xe bên đây rồi, Sammy lấy xe bên kia. Rồi, Sammy đã chuẩn bị chưa? Ok. Ok, chuẩn bị đếm nha. 1, 2, 3, let's go. Đó, chạy thế nào, Ôi, Sammy tôi nói cho biết trước nha, xe này là xe 2 bánh cho nên là dễ té lắm nha, coi chừng đó. Ơi tung bà nè, tôi tung bà luôn nè. Ép bà vô lại luôn. Ép bà vô lại. Ngã xe anh em ơi. Ok. Ôi cái xe mình nghiêng vậy, chết. Chết cái xe mình sắp ngã rồi, chết. Ok mình phải ép Sammy nè. Ơi chết rồi, xe mình bị ngã rồi. Không mình đã lật xe lại được rồi, may quá. À, chạy tiếp. Sammy đợi đó, tôi không thể nào chịu thua bà đâu. Đứng lại. Tại sao xe tôi chết bà rồi, xe bà sắp ngã rồi đó. Hả tôi thấy bà rồi, tôi thấy cái xe của bà kìa. À, ủa mà tôi thấy cái xe không thấy bà nữa gì? Bà nhỏ bà ngồi trên xe không thấy bà đâu, chỉ thấy cái xe không à. Ok. Đấy, dí theo Sammy nữa bạn ơi. Trời Sammy kỳ này coi như thua chắc rồi. Mình là phải vượt qua Sammy các bạn ơi. Cái gì chứ đua xe tất nhiên con trai phải hơn con gái đúng không các bạn? Ôi bị tung xe kìa, liêu rồi. Tung xe nó bị hư xe. Dạ, cái xe tôi bay trên trời luôn vậy rồi. Một xe tôi không qua được. Ôi kỳ quá vậy. Lên. Cái xe tôi bị kẹt bánh rồi. Ôi trời, lùi lại. Tung thật mạnh lên nè. Cái xe tôi bị kẹt bánh thôi. Đấy. Ok lên được rồi. Đấy, tiến lên nào anh em ơi. 5 anh em siêu nhân. Trời ơi xe mô tô Phong Cận. Xa quá trời Phong ơi, không đuổi kịp đâu. Ôi Trời ơi trời, cứ nói biết trước nha, cái đường này nó có chướng ngại vật đó nha, coi chừng té chết là đừng có trách tôi á. Ok, quẹo nè, trời ơi, xe mô tô Phong Cận nè. Bà đâu rồi? Tôi đang ở một nơi rất xa. Thôi sai, tôi thấy bà luôn kìa, sai gì mà xa. Thắng gì thắng, dễ thắng lắm chắc trời. Trời ơi, khoan, không phục nha. Cái này nó đua cái này đua ngắn quá cho nên đua hai màn đi. Chơi không? Đua hai màn nha. Ok, tiếp ván nữa nè, bấm chữ vào đi. Vào đi. Ok. Đua hai màn nha, cái này đua hai màn nha. Ok các bạn ơi, tại vì cái đường đua nó ngắn quá cho nên bọn mình sẽ đua hai hoặc là ba màn nha các bạn. Đó, nếu mà trận này mà Sammy thắng nữa thì coi như là thắng luôn. Còn nếu mà mình thắng coi như hồi phải đua thêm trận nữa. Đó. Đó như vậy nha. 1 2 3. Lần này mình phải thắng bạn ơi. Chặn đường nè, chặn đường bà lại nè. Tung xe chưa? tung xe. Chạy. Đó, lần này là mình phải rồi sao ta? Mình phải chơi chiến thuật là tung xe các bạn ơi, không cho bả vượt qua mình. Đó. À, chiến thuật gọi là đuổi xe người khác hả? Đúng rồi, chiến thuật đụng xe. À. Không có dở đâu. Chặn đường bà lại nè. Chặn đường bà lại nè. Ôi. Trời ơi. Ôi, kìa, sao xe tôi bị đứng rồi. Trời chết rồi, gậy ông đập lưng ông rồi, chặn đường bà lại chi gì? Chết rồi, mình chặn đường bà lại chi? Ôi, có đường tắt. Mình đi đường tắt, các bạn ơi. Đi lật bánh xe ông bây giờ. À, ok, bà cứ đi đường đó, tôi đi đường tắt. Cái xe tôi sao nó không chạy nữa? Kỳ quá vậy? Ôi được rồi. Xe chạy được rồi. Ok rồi, tôi sẽ đi đường tắt. Mình sẽ đi đường tắt các bạn ơi. Mà đi đường tắt đi chừng nào? Tôi sắp tới đất rồi nè. Bây giờ tôi đi đường tắt nè, cái đường tắt này tôi hy vọng tôi sẽ đến tích trước bà. Ui, Sammy bên dưới kìa. À, mình sắp bắt kịp Sammy rồi. Mình thấy Sammy các bạn ơi. Ôi. Em tôi chết rồi. Hello Sammy, tôi nè. Trời ơi. Sammy ngã xe rồi, các bạn ơi. Nằm ở đó đi, tôi đi trước đây, bye bye. Ơi Trang Giang, cho lấy cái xe khác ra vậy Trang Giang vậy. Lật bánh cái gì thôi, tôi quên rồi. Chán tại bà đua dở quá, thôi tôi vượt qua bà đây. Bye bye nha, Sammy ở lại mạnh giỏi nha, tôi đi đây. Tung xe. Ok, tôi đi đây nha, bye bye nha, Sammy ở lại mạnh giỏi nha, bye bye. Tôi đi đây. Sắp win này anh em ơi, đi qua con đường này là win này nè. Game nó phải nói là cực kỳ dễ đó bạn ơi, game là dễ ẹt luôn, không có gì khó cả. Ok, sắp quen rồi. Mẹo đây nè. Rồi. Tới đích đây nè. Trời ơi, game là dễ. Tua thêm trận nữa mới win. Win nè. Mới hoa thôi. Game là dễ. Bà có dám đua thêm trận nữa không? Trời ơi, thì tôi bây giờ bạn của tôi thắng chắc 100%. Ok, ván cuối nè, rồi thêm một ván nữa nha, một ván nữa quyết định là ai chiến thắng nè. Đó. Ok, trời, game nó dễ quá. Phá xe bà luôn nè, cho bà khỏi có xe đi luôn. Quá đáng không? Đập xe bà luôn nè. Ok rồi, cho hụi lũng bánh xe luôn. Rồi đi nha. Xe tôi ngã nè, trời ơi, quá đáng. Bị ngã xe luôn các bạn ơi. Ok chuẩn bị nha. 1 2 3. Ôi trời ơi, Sammy ơi, tung thêm lần nữa nè. Đó, bị kẹt xe. Tung ra nè, tôi tung bà luôn nè. Tôi tung bà luôn nè. Ơi, đứng lại. Cái xe của mình, ngã rồi. Té rồi, ngã xe. Đứng dậy, cái xe này tại sao lại té vậy? No. Phải lấy cái xe mới mới được. Trời ơi, cái xe này ngã rồi, thôi để lại luôn đi. Mình chạy vậy nhanh lên, Sammy vượt mặt mình rồi. No. Thua rồi. Chết. Ông đi đường tắt. Ơi, đố bà đi được đường tắt á, đường tắt khó đi lắm. Ơi, té kìa, liêu. Thôi tôi không đi đường tắt nữa, tôi đi đường bình thường, đi đường tắt khó lắm. Trời ơi, bị ngã xe kèo liêu. Trời. Ôi trời. Chết rồi. Ơi kẹt ơi. Ơi để tôi xíu, Trang Giang vậy, kẹt ơi. Quẹo xe. Ok được rồi. Tiếp. Trời ơi, không thể nào để thua được các bạn ơi. Còn trận cuối cùng không thể nào để thua được. Trời ơi, lên. Ôi. Giờ ta tới đây. Sammy nước, ngươi không thể nào chiến thắng ta được đâu. Yeah. Rồi xong tung xe. Tung xe thêm lần nữa. Trời. Ê, lùi xe lại. Chết. Lấy cái xe mới, Ok. Ơi, tiến lên. Cái xe không chạy. Cái xe mới rồi nha. Tôi thích được không? Cái xe sao tung hoài vậy? Tung xe hoài vậy. Tung xe thêm lần nữa rồi. No, không thể nào thua được. Mình không muốn thua đó bạn ơi. Không, không chịu đâu. Không, không, tôi không bao giờ thua được. Bà hãy đợi đó, tôi tới đến chỗ bà ngay đây. À. Liêu. Còn quẹo thêm vài đường tới chỗ bà thôi gì đâu. Để xem tay đua tốc độ Phong Cận đây. Ủa tới chưa? Quyên chưa vậy? Ủa chưa Quyên, mình vẫn còn cơ hội chiến thắng á. Ê, ui đích đến nè. Yeah, sắp Quyên rồi. No. Tôi thắng rồi. À, tại sao lại như vậy? Thua rồi mấy bạn ơi. Mấy bạn ơi, mình đã thua rồi. Trời là trời, chơi gì? Hình như là trong tập trước là mình thắng đúng không ta? Đúng rồi, trong tập trước là mình thắng, còn tập này thì mình thua. Hỏi kệ, có người thắng có người thua vậy nó mới vui. Tập nào mình cũng thắng hết thì có gì đâu mà vui đúng không các bạn? Vậy là coi như mình sẽ là người nhận Iron Man 1k. Còn mình Sammy được nhận một Iron Man rất là mập 100k. Mình là 1k 100k. Thôi Sammy đổi đi, tôi thấy con này đẹp phải đổi tôi đi. Không, tôi lâu được 100k sướng mà. Ôi mấy bạn ơi, mình chỉ được có con 1k thôi. Sammy được đến tận con 100k luôn. Ok, và con 1k này chỉ là cái mô hình bình thường thôi, không có gì hết. Còn con này tại sao nó vừa mập nè, nó vừa xấu nè, mà nó đến tận 100k. Mình sẽ cho các bạn xem thử nha. Ok, bắt đầu, let's go. Ok các bạn ơi, bây giờ chúng ta sẽ tiến hành phẫu thuật cho con Iron Man 100k nha. Thì con Iron Man 100k này nè các bạn, là nó sử dụng bằng pin nha các bạn. Bởi vì nó sử dụng bằng pin và nó có thể cử động được, cho nên là nó là 100k lận. Còn cái con này đó, là cái con 1k này là nó không cử động được, cho nên nó chỉ có 1k thôi. Đó, vứt đi. Còn con này nè, 100k là biết cử động luôn nha. Rồi ok, Sammy lắp pin vô cho nó đi. Để xuống đây lắp, Lắp luôn à. Đây là cực dương này, ok tôi sẽ lắp cực. Tôi không lắp. Trời ơi. Đây cũng là cực âm này, cực âm đầu này. Thôi không? Thôi. Đó, xong. Rồi đã xong rồi đúng không? Rồi đẩy phải. Đó. Ok, thì con robot Iron Man của chúng ta đã được lắp pin vào rồi anh em ơi. Và bây giờ mình sẽ khởi động nó lên để cho anh em xem nha. Ok rồi, Sammy khởi động nó lên đi. Vô. Wow. Ồ, ngầu chưa? Wow, mấy bạn coi nè, con Iron Man của mình biết nhảy luôn nha. Wow 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 wow. DJ Dynamo. Ok các bạn ơi, thì vừa rồi chính là màn nhảy siêu đỉnh cao của bé Iron Man 100k. Thì các bạn thấy bé Iron Man này nhảy có đẹp không nào? Bạn nào thấy Iron Man nhảy đẹp hãy bình luận cho Iron Man biết nha. Ok, và cảm ơn anh em đã xem video này. Nếu mà anh em thích video này đừng quên like, share và subscribe ủng hộ cho kênh YouTube của mình. Và cũng đừng quên qua kênh YouTube của Sammy Noob để đăng ký ủng hộ cho Sammy Noob nha. Và anh em đừng quên là hãy bình luận cho mình biết là anh em muốn mình làm thêm 1k và 100k về cái gì nữa nha. Ok, và đừng quên là subscribe ủng hộ cho kênh YouTube của mình nha. Bye bye mọi người nha. Bye bye. Bye.